Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, chiều nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra của dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Trình bày một số nội dung lớn của dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, dự thảo luật bám sát 5 chính sách lớn được Quốc hội thông qua gồm xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng linh hoạt, mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, mở rộng diện bao phủ đối tượng thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bổ sung quy định quản lý thu, đóng bảo hiểm xã hội, đa dạng hóa danh mục cơ cấu đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả. Trên cơ sở đó, dự án luật đã cụ thể hóa quy định 11 nội dung lớn, trong đó nhiều điểm đề xuất ưu việt so với luật hiện hành như bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, bổ sung chế độ thai sản và chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, giảm điều kiện số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chính sách lương hưu hàng tháng từ 20 năm xuống 15 năm, bổ sung quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cũng như một số quy định giúp quản lý thu đóng bảo hiểm của cơ quan quản lý. Cơ quan thẩm tra cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo luật. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cũng yêu cầu cơ quan soạn thảo cần làm rõ những vấn đề cần thận trọng xem xét và cân nhắc để phù hợp với thực tiễn và bảo đảm tính khả thi. Trong phiên thảo luận tại tổ chiều nay về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, nhiều đại biểu tán thành với những nội dung rất nhân văn được bổ sung tại dự án luật này. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đưa ra những đóng góp cụ thể để bảo đảm dự án luật có tính thực tiễn, khả thi. Đặc biệt là mức đóng bảo hiểm xã hội nên như thế nào để mở rộng đối tượng tham gia. Liên quan đến vấn đề mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tại Điều 3, quy định chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc diện phải đăng ký kinh doanh mới phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đại biểu Trần Thị Nhị Hà cho rằng, ở Việt Nam trong 5 triệu hộ kinh doanh thì chỉ có 2 triệu hộ đăng ký kinh doanh, còn đến 3 triệu hộ không đăng ký kinh doanh, đồng nghĩa 3 triệu người sẽ không tham gia bảo hiểm xã hội. Trong khi đó, tham gia bảo hiểm xã hội là một giải pháp an sinh tốt, đặc biệt với những người có thu nhập bấp bênh. Vì thế, đại biểu đề xuất nên đưa cả nhóm không đăng ký kinh doanh vào tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, để thu hút nhóm này, cần xem xét mức đóng làm sao cho phù hợp. Về căn cơ lâu dài, để tăng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, cần thay đổi cơ chế chính sách về bảo hiểm xã hội, đặc biệt là cơ chế về mức đóng bảo hiểm và mức hưởng trợ cấp. Chính vì vậy, việc tham gia bảo hiểm xã hội chưa thực sự hấp dẫn về bảo hiểm xã hội tại Anh và Đức. Cả hai quốc gia này đều có tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội trên 90% với phương thức đóng và nhiều mức đóng xã hội rất linh hoạt và rất là phù hợp. Nhấn mạnh về việc mức đóng bảo hiểm xã hội quá cao, cao bằng giữa các đối tượng có mức sống, điều kiện khác nhau, đại biểu Hoàng Văn Cường cũng cho rằng đến lúc chúng ta phải xem xét lại mức đóng sao cho phù hợp. Hiện nay chúng ta quy định là người lao động phải đóng 8%, người sử dụng lao động đóng 14%, tổng cộng là 22%. 22% tiền lương không phải là nhỏ, đấy, không phải là một con số nhỏ. Và đặc biệt đối với doanh nghiệp, chúng ta biết rằng nếu như người ta đã đông nào đóng mà nghiêm chỉnh, nghiêm túc ấy, thực sự một cái con số đóng rất lớn. Và chính đây là một yếu tố nó làm cho cái gì, nó làm cho cái chuyện chúng ta cứ muốn là nâng tiền lương lên ấy, cứ chẳng có lương lên thì bắt đầu khối doanh nghiệp là người ta rất là phản đối. Bởi vì sao? Bởi vì người ta phải trả cái phần này rất lớn đấy. Do vậy trên tôi đề nghị là cần phải nghiên cứu lại cái tỷ lệ đóng góp này, và tôi cho rằng là mức 22% của Việt Nam mình là mức cao của thế giới đấy, mức cao của thế giới. Mở rộng độ bao phủ an sinh xã hội được coi là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong việc sửa đổi luật bảo hiểm xã hội lần này. Tăng tính hấp dẫn, tăng quyền lợi là trụ cột vững chắc cho an sinh xã hội. Vì thế những góp ý sắc đáng của các đại biểu Quốc hội sẽ là những tham khảo quý giá để cơ quan soạn thảo tiếp thu chỉnh lý dự án luật. Cũng trong phiên thảo luận tại tổ về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi chiều nay, nhiều đại biểu cho rằng việc sửa đổi quy định hưởng trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng cần phải được thực hiện một cách linh hoạt hơn. Về cơ bản, các đại biểu đều thống nhất việc giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi là phù hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 28, giúp tăng thêm đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng mà không phát sinh quá nhiều so với ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng quy định về độ tuổi cần được thực hiện một cách linh hoạt hơn, phù hợp hơn với điều kiện thực tế và đặc điểm dân cư ở từng địa phương, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Cái độ tuổi mà đến 75 để hưởng thì tôi nghĩ là nên linh hoạt. Tôi đề nghị thế này, tức là nên nếu mà quy định chung như mức 75 ấy, thì nên là quy định chung cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì ít nhất được bằng cái mức là tuổi thọ trung bình.
Hiện nay chúng ta đang tính là 73,6. Ví dụ như là đối với đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt người thì nên có thể giảm xuống một chút. Một là thể hiện cái tính nhân văn, thứ hai là chính sách xã hội thì nên ở mức mức ví dụ như là nếu không được 70 thì nên 73 tuổi bằng cái xem cái tuổi mà tuổi thọ trung bình. Các đại biểu đề xuất việc điều chỉnh quy định về độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cũng như mức hưởng trợ cấp nên giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định theo từng giai đoạn cụ thể. Hai cái vấn đề quan trọng nhất là độ tuổi được hưởng và thứ hai là mức hưởng thì nên chăng là linh hoạt để sau này chúng ta không bị sửa luật mà vẫn vận hành được. Chính phủ đề xuất, sau đó Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định. Cái thứ hai nữa là trong bốn cái điều này ấy, thì phải quy định rõ một cái điều là cái khoản này là do ngân sách nhà nước đóng. Các đại biểu cũng đề xuất cần phải bổ sung các quy định rõ ràng hơn về đối tượng, điều kiện được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, tránh trường hợp trợ cấp nhầm sai đối tượng.